Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Họp thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi viết Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cưỡng chế thi hành án dân sự tại xã Hùng Cường. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong quý 1, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp tỉnh Hưng Yên giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước và xếp thứ 5 trên 11 tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý 1 đạt gần 13.900 tỷ đồng, tăng trên 72%. Về tình hình đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm năm 2023. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 8.700 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm đã giải ngân gần 1.350 tỷ đồng, đạt trên 11% kế hoạch chính phủ giao. Cùng với đó, các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả cao. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành trung ương 9 nhóm nội dung với 29 kiến nghị. Theo đó, tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Hưng Yên để tỉnh sớm triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông Hồ liên tỉnh, trong đó có hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt việc xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đề nghị phối hợp với tỉnh thẩm định tính khả thi của dự án về thoát lũ đê điều để tỉnh triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng đảm bảo đúng tiến độ, chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương xem xét có hướng dẫn cụ thể giúp tỉnh chuyển mục tiêu của dự án di dân tái định cư sang hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Báo cáo Chính phủ cho phép tỉnh được sử dụng 10% diện tích bãi sông Hồng, sông Luộc để xây dựng công trình nhà ở mới. Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dịch vụ xã Phụng Công, huyện Văn Giang trên bãi sông Hồng với diện tích khoảng 20,5 ha để sớm bàn giao đất cho nhân dân vùng dự án. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu quan tâm chỉ đạo cho lập dự án đầu tư xây dựng các cầu vượt trên 9 vị trí nút giao trên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình. Tham mưu Chính phủ phân kỳ đầu tư dự án tuyến cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ và triển khai dự án vào giai đoạn 2021-2030. Tỉnh Hưng Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc đóng lại đề án xây dựng khu Đại học Phố Hiến. Thì khi mà thành lập quy hoạch tỉnh thì tỉnh Hưng Yên cũng có văn bản đề nghị lên trung ương là cái chỉ tiêu phát triển đất công nghiệp là đến năm 2025 là khoảng 5.021 và đến năm 2030 thì khoảng 9.500. Như thế là vừa tính lộ trình về phát triển của tỉnh quy hoạch 10 năm mà định hướng 20 năm đến 2050. Nhưng mà khi mà phân khai cái chỉ tiêu này thì cái này thì nội dung của tỉnh không biết là đâu trình, chỉ biết là bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì và trình Chính phủ, trình Quốc hội, thì Hưng Yên chỉ có 3.849 ha đến năm 2025 và chỉ có 5.021 cho đến 2030. Nhưng mà có một cái thực tế rất bất cập, đến thời điểm hiện nay, ngay cả lúc phân khai cái chỉ tiêu đó thì Hưng Yên đã khoảng 4.300 rồi,
Nhưng mà đến năm 2025 này chỉ có 3.849 thôi thì không biết là Hưng Yên sau này phê duyệt kế hoạch kiểu gì. Đấy là cái khó khăn. Cái dự án của bác ấy là có phần đất dịch vụ là trả cho người mất nhiều ruộng thì được cái một cái suất dịch vụ liền kề. Thế dự án này là từ 2004, thì trước cả luật kế hoạch, xong rồi luật đê điều. Luật đê điều thì 2016, 2057 là cái quyết định 2057 về cái đê điều về thất phòng chống thất lũ. Thì 2018 mới có giá trị, nhưng cái này nội dung này thực hiện từ 2004. Thế nó triển khai tiếp tục đấy, tổng là 68 hectare. Thế đã giao khoảng hơn 40 hectare rồi, thế còn 20 hectare đất thủ công. Thế là Bộ Nông nghiệp lại tuyết còi là rừng không được giao vì lý do là vướng vi phạm 2057. Mấy cái này thực hiện từ những từ trước khi là 2057 ra đời. Sau đó thì Ủy ban tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Thủ tướng này dù sửa 2057. Thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Nông nghiệp là sửa. Nhưng khi sửa 2057 thì trong nội dung không những chả sửa cái gì cả. Tức là xin là Hưng Yên là xin là 10% diện tích tự nhiên được phép xây dựng. Thế là Bộ Nông nghiệp cục đê điều rất khoát văn bản không đồng ý vào rất nhiều cuộc họp. Kể cả thanh tra Chính phủ cũng đề xuất được tướng nhưng mà Bộ Nông nghiệp rất quan không nghe cái đó đấy. Nó có cái bất cập đó thì cũng đề nghị Bộ trưởng giúp cho Hưng Yên làm sao mà đề nghị Chính phủ là do Hưng Yên tiếp tục thực hiện cái dự án liền kề để giao đất cho dân. Cái nội dung này là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những hạn chế khó khăn, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trên. Đồng thời, các thành viên của đoàn công tác Chính phủ cũng đã giải đáp trao đổi một số kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh Hưng Yên theo thẩm quyền, thảo luận các phương hướng giải pháp nhiệm vụ gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến giải đáp của thành viên đoàn công tác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan chức năng thực hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho tỉnh. Nhấn mạnh lại một số khó khăn vướng mắc và những kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên đối với Chính phủ và các bộ ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị đoàn công tác nắm tình hình thực tiễn của các địa phương với báo cáo Chính phủ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thời gian tới, tâm hơn đến việc giải quyết các kiến nghị đề xuất của địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn, hỗ trợ Hưng Yên thúc đẩy phát triển kinh tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng rất là quyết tâm và đã thể hiện trong cái quy hoạch của tỉnh là sẽ xây dựng tỉnh Hưng Yên này trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Và với một mục tiêu cuối cùng và mục tiêu không thể đảo ngược như vậy thì tất cả những 21 cái phương án quy hoạch trong quy hoạch chung quy tích hợp của tỉnh không hướng đi đâu ngoài là hướng tới cái mục tiêu ấy. Và trong cái 21 cái phương án quy hoạch cụ thể của tỉnh thì chúng tôi thể hiện rất rõ ràng về giao thông, về hạ tầng thương mại và nhất là về vấn đề đô thị, chúng tôi sẽ phải đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đấy là về vấn đề phát triển công nghiệp đấy. Và với những vấn đề bức xúc trong cái định hướng phát triển của tỉnh như vậy, cho nên là trong kiến nghị chúng tôi, các đồng chí thấy những vấn đề về liên quan đến triển khai các cái dự án công nghiệp và đô thị, những vấn đề về thủ tục và cũng tha thiết các đồng chí nếu như chưa được sửa được căn cơ về pháp luật thì hãy mạnh dạn là cải cách các cái thủ tục quy trình về thủ tục hành chính để rút ngắn, chúng tôi cần nhanh. Xin thưa các đồng chí, không ai nhà đầu tư đều có thể đợi được khi mà một cái dự án về khu công nghiệp mất 4 năm trời và chi phí của doanh nghiệp cũng không thể gánh chịu nổi nếu như một cái thủ tục về chuyển đổi đất lúa trên 10 hecta mất 18 tháng. Tôi nói cái này là có thật. Thế cho nên cái chỗ này thì cũng rất là mong các bộ ngành quan tâm vấn đề về giải quyết những kiến nghị, những cái đề xuất của các địa phương. Chúng tôi không xin tiền nhưng mà chúng tôi xin nhanh. Nói thật các đồng chí, có những vấn đề có thể trao địa phương, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái phân quyền phân cấp. Và chúng tôi phải tính toán hiệu quả khi sử dụng từng mét vuông, từng hecta đất một trên phạm vi 600 km2 của tỉnh Hưng Yên này sao cho hiệu quả nhất. Thay mặt đoàn công tác của Chính phủ, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Hưng Yên cần bám sát các mục tiêu đã đề ra, cần đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển, tập trung theo hướng tựa vào đổi mới sáng tạo,
tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, ưu tiên phát triển một số ngành lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh doanh, tạo việc làm sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch, bổ sung hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở kế thừa quy hoạch giai đoạn trước và cập nhật bổ sung trong tình hình điều kiện mới. Chú ý trong công tác quy hoạch phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, đồng thời phải giải quyết bài toán tổng thể, tìm ra các hạn chế yếu kém để có giải pháp khắc phục. Các đồng chí thắc mắc là cũng không biết là cái quy hoạch này như thế nào, nhưng mà cứ giữ như thế đấy, để làm thì người ta cho rằng đấy là kỳ mã người ta để phát triển. Hưng Yên trước đây tôi nói là cánh đồng tam thiên mẫu, cái gì thẳng cánh cò bay. Nếu mà bây giờ vẫn cứ giữ tam thiên mẫu cảnh con cò bay là nghèo, nhưng mà nếu mà khu công nghiệp công nghệ cao 3.000 mẫu thì ui giời, sướng lắm, tăng thu không biết bao nhiêu lên. Cái con đường phát triển này như thế nào phải tính đấy, phải rất sát với thực tế đấy, để cho người ta có quy hoạch, người ta chủ động những cái việc đó. Thì tôi thấy cái này thì các đồng chí cũng trả lời rồi, nhưng mà thấy chưa đáp ứng được đâu. Người ta yêu cầu đây là đến năm 2030 tầm nhìn phát triển công nghiệp là 9.000. Thế bây giờ nếu đáp ứng được với như thế này mà trong cái kế hoạch đó thì là đã Thủ tướng Chính phủ đồng ý rồi, chứ còn vào tháng 10 đưa sang Quốc hội nữa là vẫn chậm hơn. Thành ra cái này Bộ Tài nguyên Môi trường đấy phải rất nghiên cứu vào để tháo gỡ. Người ta còn có quy hoạch, người ta phải tầm nhìn đến năm bao nhiêu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp thu nhập cao. Thế mà bây giờ thu nhập cao vẫn cứ giữ này thì làm sao để thực hiện được đường lối của Đảng. Hôm nay một trong những trọng tâm các đồng chí địa phương cũng đề xuất những cái vấn đề về quy hoạch. Các bộ đây cũng đều nói về quy hoạch đấy, đều thống nhất về những cái việc đó. Mà trong cái đề nghị ở đây chúng tôi cũng đề nghị cái việc đó, nhưng mà nó phải có cái sự đồng bộ phối hợp chung, kể cả của chính phủ đến các bộ ngành. Mà cái này không phải, chắc có lẽ không phải chỉ có Hưng Yên đâu, mà cái này sẽ được tập hợp lại để chính phủ có cái xem xét về những cái việc này, để tạo điều kiện cho cái thuận lợi hơn trong cái điều hành của địa phương cũng như cái quản lý của chính phủ, của nhà nước về những vấn đề này. Các cái công việc cái phối hợp này nó được nhanh hơn, các dự án, các cái chương trình, các cái hướng dẫn, các cái quy định của luật pháp để xử lý như thế nào đối với những vấn đề địa phương. Một trong những cái tháo gỡ là nhanh, chứ còn đấy thấy rồi, nhưng mà cứ ì ra cứ chậm lại như thế. Đi vào một số các cái gì đấy mà địa phương đang rất bức xúc, trường học rồi đất quy hoạch, đất chuyển đổi, rồi những cái dự án con đường kết nối để tháo gỡ cho, để giúp cho giải ngân vốn đầu tư nhanh đến những cái việc như vậy. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận các kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên và khẳng định đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ trung ương để phân loại chỉ đạo giải quyết. Vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng chí rất bức xúc về sự ô nhiễm của các dòng sông trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị về một số giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực cần phải bắt tay vào cuộc để tháo gỡ, làm cho sạch các dòng sông. Sáng nay, ban tổ chức cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ tổ chức họp để thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 52.759 bài dự thi của các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi tham gia. Trong đó, các địa phương trong tỉnh có 35.627 bài, các đơn vị tỉnh ngoài gồm 22 tỉnh, thành phố có 17.132 bài tham gia. Các bài dự thi về cơ bản đảm bảo theo thể lệ cuộc thi đề ra. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có sự nghiên cứu sáng tạo, trình bày đẹp, có hình ảnh, tư liệu, mô hình minh họa, bổ sung được nhiều tư liệu về lịch sử Bác về thăm tỉnh Hưng Yên. Phần liên hệ thực tế phong phú, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cũng như trong cuộc sống và thực hiện công việc được giao. Một số bài dự thi thu thập được nhiều tư liệu về Bác và các mẩu chuyện của Bác mỗi lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên.
Đây thực sự là những nguồn tư liệu quý, đáng trân trọng để phục vụ cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu về Bác Hồ với quê hương Hưng Yên trong thời gian tới. Căn cứ kết quả chấm điểm, xét yếu tố tuyên truyền, giáo dục, Ban giám khảo cuộc thi đã họp và thống nhất trình Ban tổ chức cuộc thi công nhận và trao 39 giải gồm các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả xuất sắc. Dự kiến hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết trao giải cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 5. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, cuộc thi là một hình thức tuyên truyền hiệu quả giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc về giá trị cốt lõi của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng thời thể hiện tình cảm, lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như các tỉnh thành phố trong cả nước đối với Bác Hồ kính yêu. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định của Ban giám khảo đã lựa chọn được những bài viết hay để trao giải và nhất trí với kết quả của Ban tổ chức, Ban giám khảo đưa ra. Đồng chí giao Ban tuyên giáo phối hợp với các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện lưu trữ các tư liệu thu được từ cuộc thi, bố trí một gian trưng bày riêng các tư liệu về Bác Hồ với quê hương Hưng Yên tại Bảo tàng tỉnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới học sinh và nhân dân trong toàn tỉnh. Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 19, khóa 18, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khuê, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Lê Quang Toản, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh vào Ban chấp hành Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đem hết năng lực, trách nhiệm để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tháng 4 năm 2023 cho thấy tổng số điểm của tỉnh Hưng Yên đạt 66,71 điểm, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, giảm 3 bậc so với kết quả trong tháng 3. Theo đó, chỉ số công khai minh bạch đạt 17,1 trên 18 điểm, 100% số thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về bộ phận cấu thành. Chỉ số tiến độ giải quyết đạt 18,5 trên 20 điểm, chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 8 trên 12 điểm, đạt tỷ lệ 84,36%, chỉ số thanh toán trực tuyến đạt 2,6 trên 10 điểm, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 3,75%, chỉ số về số hóa hồ sơ đạt 8,7 trên 22 điểm, trong đó việc chứng thực bản sao điện tử thấp đứng thứ 39 trên 63 tỉnh thành. Trên địa bàn tỉnh có 10 đơn vị, sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Trong khi đó, một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp dưới 50% là các sở, xây dựng 25%, lao động thương binh và xã hội 24,5%, tư pháp 49%, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cao nhất đạt 16,57%. Các đơn vị còn lại tỷ lệ rất thấp. Với kết quả này, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số đang ở mức thấp, duy trì và phát huy các chỉ số đang ở mức tốt. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên.
Bản án dân sự phúc thẩm số 27 ngày 9 tháng 5 năm 2014 của Tòa án Nhân dân tỉnh buộc người phải thi hành án là bà Đỗ Thị Oanh và những người có liên quan phải giao trả cho bà Đỗ Thị Huyền, người được ủy quyền và các đồng thừa kế của cụ Phương, cụ Còn, 6 phần thừa kế tương ứng 231,4 m² đất. Bản án có hiệu lực pháp luật từ năm 2015, song người phải thi hành án không tự nguyện thi hành. Khi đoàn cưỡng chế đến thực địa, người phải thi hành án không có mặt. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản.